cùng làm giám khảo liên hoan phim quốc tế ở trời Tây. Phạm Băng Băng ăn diện lộng lẫy nhưng vẫn kém xa Thư Kỳ dù giản đơn nhưng sang xịn mịn hết cỡ. Chẳng hẹn mà trùng, hai nàng đại hoa hàng đầu showbiz là Phạm Băng Băng và Thư Kỳ cùng được mời làm giám khảo trong hai liên hoan phim lớn là Venice và San Sebastian, cùng khoe sắc với một cương vị, nhưng gu thời trang của cả hai người đẹp này lại đối lập hoàn toàn. Nếu Thư Kỳ là giản đơn nhưng vẫn sang chảnh thì Phạm Băng Băng lại ăn diện rất cầu kỳ và lộng lẫy. Dù vậy, nữ hoàng sắc đẹp vẫn lép vế trước đồng nghiệp. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Thư Kỳ ở liên hoan phim Venice trước nhé. Vốn là người theo đuổi phong cách thanh lịch, nền nã, Thư Kỳ dành sự ưu ái cho những bộ cánh có màu sắc trung tính và phong cách kín đáo. Đừng nhìn cô mặc đồ giản đơn mà coi thường nhé, bởi đa số đều là hàng may đo cao cấp đó, chứ chẳng phải là dạng tầm thường đâu. Chỉ là Thư Kỳ không chăm chút nhiều cho tóc tai và lối trang điểm mà thôi. Chẳng cần phải tút tát cầu kỳ, Thư Kỳ vẫn tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ, chẳng hề bị chìm nghỉm giữa dàn minh tinh quốc tế đỉnh đám. Bởi thông qua những bộ trang phục có thiết kế tao nhã và giản đơn đó, ưu thế vóc dáng thon thả cùng vẻ đẹp mặn mà, sang trọng của Thư Kỳ đều được phát huy tối đa. Nói Thư Kỳ đã 47 tuổi chắc mọi người không tin đâu nhỉ. Nhìn vào những hình ảnh mới này của Thư Kỳ, bất cứ ai cũng phải thừa nhận, Thư Kỳ chưa từng thay đổi trong suốt 30 năm qua. Nếu không ghi rõ thời gian, chắc hẳn tất cả mọi người đều nhầm lẫn rằng đây là cô của 20 năm trước. Xem ra, hôn nhân hạnh phúc bên Phùng Đức Luân đã giúp Thư Kỳ bảo dưỡng nhan sắc trời cho, xứng danh là mỹ nhân của vùng đất thanh xuân Đài Loan. Trái ngược với Thư Kỳ, Phạm Băng Băng lại luôn ưu ái cho những bộ cánh lộng lẫy cùng kiểu trang điểm cầu kỳ diêm dúa. Nếu không hiểu rõ, chắc nhiều người sẽ nhầm lẫn cô là diễn viên được đề cử giải thưởng, chứ không phải là thành viên của ban giám khảo. Thậm chí, so với nhiều sao nữ cùng tham gia hoạt động, Phạm Băng Băng còn nổi trội hơn, tựa như vedette của lễ trao giải vậy. Đặc biệt là hai bộ váy cô diện trong đêm khai mạc và bế mạc của liên hoan phim. Ngày đầu tiên, cô gây choáng khi diện bộ váy trắng phối đen, họa tiết hình hoa cầu kỳ diêm dúa vô cùng. Trong những khoảnh khắc zoom cận mặt, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra dấu vết tuổi tác trên mặt cô, có sự chênh lệch rất rõ ràng với những bức ảnh được đoàn đội người đẹp này photoshop kỹ lưỡng. Còn trong đêm bế mạc, cô lựa bộ váy vàng ánh kim phối voan tím thướt tha. So với tạo hình trắng trước đó thì Phạm Băng Băng lần này trông cuốn hút, bởi cô không chỉ khoe khéo được dáng người quyến rũ, mà còn gây thẳng thốt với nhan sắc hoàn mỹ không tì vết, đứng trước ống kính không filter vẫn hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc, không hổ là nữ thần nhan sắc của hoa ngữ. Dù rằng cùng tỏa sáng lộng lẫy trong vai trò giám khảo liên hoan phim quốc tế, nhưng Thư Kỳ đã át vía Phạm Băng Băng về mọi mặt. Gu thời trang đơn giản nhưng thanh lịch và sang trọng của cô được truyền thông quốc tế đánh giá cao hơn những bộ cánh lộng lẫy của Phạm Băng Băng. Xét về dung mạo thì nét đẹp vừa Á Đông lại vừa cá tính của Thư Kỳ cũng nhận được nhiều lời khen hơn tạo hình da trắng môi hồng quen thuộc của nữ hoàng họ Phạm. Chưa kể, cách ăn mặc của Thư Kỳ rất phù hợp với vai trò giám khảo, còn Phạm Băng Băng thì giống như khách mời thảm đỏ hơn. Xem ra, Phạm Băng Băng vì quá coi trọng danh nữ thần thảm đỏ nên đã hơi quá tay trong việc chọn trang phục, khiến khán giả quên mất vai trò thật của cô là gì.